Cậu Duy Nguyên xin chào anh em nhá. Hồ vẫn hoạt động bình thường nha anh em nhá. Đây anh em đến câu 310 giờ đây. Hồ có một cần thủ anh em nhá, đang ngồi rồi. Đang đánh đen nha anh em nhá. Anh em không hôm nay thời tiết mát mẻ quá. Anh em săn cá cũ xin mời anh em nhá. Hôm nay 300k 10 giờ đây anh em nhá. Vậy cá thở luôn này. Với bờ bên này vẫn còn dính ngập lắm anh em nhé. Đây. Ngập từ đây ra đến cầu vẫn ngập lắm anh em nhé. Vẫn cứ bì bõm đây. Hôm nay thứ hai đầu tuần. Anh em nào thiện chí đi câu đâu xin mời ủng hộ nhiều anh em nhé. Vẫn cứ 310 giờ. Một cần thủ đang đánh đen thôi. Không biết bao giờ cho hết được mưa để cho nó rút được nước. Cô Duy Nguyên báo cá nha anh em nhé. Mình cần thủ một hồ đấy, cắm trắng luôn nha anh em nhé. Phải trắng không? Thở như thế mà lại tăm như thế mà thở như thế. Ui tăm ngay đầu cần này, nó không ngay bờ. Nước đầy nhà hồ vẫn chưa thả được cá đâu anh em nhé. Anh em đến câu rồi nhà hồ phải đợi vét cá con xong rồi nhà hồ mới bồi được cá. Còn tầm này anh em đến bắt cá cũ có 310 giờ. Cắm trắng luôn nha anh em, trắng cũ đẹp. Gác cần vào đâu? Gác cần vào đâu? À vứt xuống đất. Trắng nha anh em nhá. Trắng đẹp thôi, trắng cu. Thở như thế mà nhỉ. Tầm rất nhiều anh em nhá. Làm mai thứ hai đầu tuần có 310 giờ anh em nào thiện chỉ câu đâu được xin mời ủng hộ hồ anh em nhé. Hôm nay anh em chỉ đánh trắng với anh chép cũ thôi. Một mình cần thủ bao hồ luôn đấy nhá. Một em trắng thôi. Nó ổ chấm trắng rồi anh em ơi, con thứ hai rồi. À chép. Ủa chép to thế. Cần thủ quấn ổ rồi anh em ơi, một trắng một chép rồi. Úi dồi chép to thế. Ôi và vượt thành công của em chép cũ đẹp nha anh em nhé. Em thứ hai cần thủ rồi. Rồi chép cũ đẹp thế. Quấn ổ rồi anh em ơi. Một trắng một chép rồi. Chép to đẹp thế. Chưa túi thả. Rồi còn chưa kịp thả túi à. Ôi giời. Quấn ổ rồi nữa mà còn chưa kịp thả túi anh em nhé. Không có túi à. Túi đây á. Đây này. Sắp đôi luôn này anh em, như một trắng một chép này.
hai con rồi anh em nhé. Đấy, còn chưa kịp thả túi anh em nhé. Quần ổ nữa mà không kịp thả túi nữa anh em nhé. Rồi anh em nên đằng đối bơi xuồng thì đánh tăm rất nhiều anh em nhé. Xuống cuối hồ. Cuối hồ thì nó hơi bẩn một tí, ướt át. Quần ổ rồi anh em ơi. Về làm gì? Việc. À. Thấy bảo hết ngô, tưởng ngô còn đầy đấy làm gì nữa. Cần thủ một trắng một chép anh em nhá. Chỗ ngồi có vẫn một quân mình cần thủ ba con hồ đấy anh em nhá. Tầm đây anh em đánh ô số 3, số 4 đây cũng rất là đẹp, tầm rất nhiều rồi đây. Đấy, tầm 72 này, 81 này. Đêm qua trận mưa đẹp như thế, hôm nay không thể anh em đi câu. Quần ổ rồi anh em ơi. Con thứ ba cần thủ nha anh em nhá. Lại chấm trắng rồi. Ai cá quấn ổ lại mà anh em không được câu này, tầm rất nhiều. Chép mới hôm nọ nhà hồ hôm thứ bảy nhà hồ bồi đến mới lên được 3 con, là lên được 4 con thì phải. Còn đâu mà làm nguyên xì dưới hồ. Chấm trắng nhá anh em nhá, lại trắng rồi. Cám lại đi ăn mạnh rồi. Hồ còn đang rút nước rồi nha anh em nhé. Rồi và vừa thành công hai trắng một chép cần thủ rồi anh em ơi. Cá đang ăn rất mạnh. Thời tiết nay thì mát mẻ quá. Anh em mà đi câu đâu thì xin mời ủng hộ nhà hồ anh em nhé. Báo cá nhưng mà bong mất rồi. Lại tiếp tục báo cá anh em nhé. Con rì đây. Con thứ 5 cần thủ đây. Quấn ổ rồi. Lại trắng rồi. Bốn trắng một chép anh em nhá. Trắng, nhìn cái nước chảy trắng. Úi dồi ôi, trắng cu đẹp quá. Bốn em trắng của anh em con thủ ai cũng cầu quần thủ anh em nhá, một chép. 5 con đấy. Ừ, 5 con. Toàn 4 5 con hết. Đây nói sách có mách, anh có trứng có lại tưởng nhà hồ lấy đùa. Trắng đây nhá anh em nhá. Rất mạnh.
không nha anh em nhé. Câu Duy Nguyên lại tiếp tục báo cá. Lại trắng rồi anh em nhé. Cho cần thủ Lê Yên. Trắng à. Không giúp được điện thoại lên. Mấy con rồi? Con thứ 5 à? Tưởng con thứ 7. Trắng nhá anh em, lại tiếp tục chấm trắng nhá. Trắng hôm nay vẫn đi ăn mạnh em nhé. Cả ba vừa thành công. Chán quá, lại mưa rồi anh em ạ. Chưa bao giờ nó cạn được để dọn cá con. Bơm cạn được khỏi cái nại mưa. Một cái con này lên. Ôi ôi chán quá. Ăn cho các kẽ chân các chiếc à. Lát hết cả chân rồi mà mãi chả tạnh mưa để rút nước. Thì em chỉ mong tạnh à, 3 ngày thôi. 3 ngày 2 đêm không mưa là em máy cạn được như thế. Đấy em cái em mày. Đấy. Đấy. Thì em chỉ mong là như thế thôi. Nhưng mà nó không được. Trời ơi, chỉ mong tạnh cho độ anh ạ, à, 3 ngày 2 đêm. Như kiểu từ hôm nay thì nó không mưa rồi đến thứ 5. Là sáng thứ 5 nhiều đánh lưới xong rồi là nó câu bình thường là cuối tuần nó mở đấy nhưng mà khổ là nó không tạnh nổi. Vẫn cứ mưa thế này thì đấy, từ sáng giờ hút cạn đến bây giờ nó mà mưa xuống lại bằng huề. Lại mưa to rồi anh em ạ. Trong trận mưa này anh em đánh cá tối lên vào việc. Úi dồi ôi. Chưa. Quá dã man. Không thể đâu hết buồn, lại mưa. Mưa này xong rồi đánh chết rồi vào việc, chết mới. Chết mới xuống vào gút đi. Đấy là 14 mặt thôi. Còn đâu là gút đi ở hồ. Hôm thứ 7 nhau xuống cả 3 chiếc đấy. Qua lên được 4, 5 con. Hôm nó thả lên được 1 con. Hả? Có mấy? Đâu cho hết được buồn. Phải châm tay ăn hết rồi. Nổ hết hết rồi mà mãi chả cạn. Con được 7 cân. Hai con 7 cân. Nặng khi nhỉ? Tôi lên cân 8 cân. Giảm tí nữa là 8 cân. 8 cân. Chưa được 8 cân, 8 cân.
Cái thả xuống. Cái thúc ba câu còn thùng hai sắm. Ngon đấy. Làm sao mà được. Đó. Đấy. Cái thúc ca câu cần thủ nhá anh em nhé. Toàn chấm trắng anh em nhé. Chép bán đây à? Đấy, 5 con 300 nghìn đấy anh em ạ. 5 chấm trắng to, 1 chép.